Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ mẫu, không phải là ví dụ mẫu nữa mà làm đưa cái chức năng đăng nhập đăng ký thể hiện sản phẩm vào trong một cái template giao diện của Flutter mà có sẵn. Trong này là cô lấy cái giao diện shop, Flutter shop trong cái gói main mà mẹ cô đã gửi cho các bạn có mấy chục cái giao diện khác nhau đó. Thì bây giờ là mình sẽ sử dụng cái giao diện này. Cái giao diện này cái lúc mà mình đăng nhập vào á thì nó sẽ hiện ra một cái bắt đầu nó hiện ra một cái flash shop như thế này, sau đó là nó mới đưa vào màn hình login. Thì bây giờ mình muốn là trong cái giao diện flash shop đó là nó sẽ hiện lên cái logo của công ty của mình. Ngoài ra là có những cái thông tin liên quan đến trang web của mình, đó là thông tin liên quan đến ứng dụng, logo rồi tên công ty rồi vân vân. Thì trước khi thông thường mọi app đều thế, trước khi mà load cái màn hình app của mình lên đó, thì mình sẽ đọc cái giống như cái size setting, tức là những cái thông số cơ bản của website của mình để hiển thị lên trước, rồi sau đó mới đổ vào trong cái giao diện chính. Bởi vậy cho nên là mình sẽ viết một cái API đọc thông tin của mình, đọc thông tin của size setting lên. Thì bây giờ mình vẫn đang làm ví dụ ở trong Shopline nhé. Thì để viết cái API này thì mình tạo một cái controller mới là index controller.php. Xong rồi trong index controller.php này á thì namespace rồi các cái thư viện mình dùng bỏ vô nhé. Xong rồi sau đó thì cái trang này không đòi hỏi đăng nhập, cho nên trong cái root API của mình á, mình sẽ viết vào một cái mới, đó là get size setting. Get size setting info và get size info. Và ở đây mình không dùng cái middleware OS API mà người dùng bình thường cũng có thể đăng nhập có lấy được thông tin này. Thì mục tiêu là để mình lấy thông tin về cho app của mình. Đổi lại là index controller. Rồi mình vào index controller thì cái này rất là đơn giản nhỉ, tại vì mình có các bảng size setting sẵn rồi. Mình đang ở trong cái size shopline và mình có bảng setting details, thì có ID, company name, web title, address, logo. Được chưa? Đây. Mình sẽ thử ở đây nhé. Cái logo của mình là để địa chỉ localhost, mà localhost này nó quá áp, hình như nó không hiện được, để tí mình thử coi. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái API về trước cái đã, lấy thông tin thông qua API cái đã. Thì là mình sẽ có cái size setting bằng dùng DB luôn cũng được. Select, trong này là cô lại select sao from setting detail. Xong rồi. Nếu mà với câu lệnh này thì nó sẽ trả cho về là mình là một cái danh sách nhé. Cho nên là mình cho add vào, xong rồi mình có cái setting là một cái phần thôi. Setting bằng add và giống như là một mảng vậy đó, mình lấy phần tử không, sau đó mình return về thì dùng cái cấu trúc return JSON như mình hay dùng bên này. Các bạn copy qua nhé. Sau mình true vào đây là setting. Đó, setting. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái API của mình xem nó có chạy tốt không nhé. Thì mình sẽ sử dụng Postman. No, Postman chứ không phải
Như thông thường thì mình phải bật cái server on lower set. Mình phải bật cái server supply của mình lên cái đã. Đây là php artisan server. Chờ một xíu cho nó chạy. Mình sẽ thử đăng nhập trước là cái API ban đầu của mình là Nguyễn Văn A cộng 234. À không, cái thằng này không cần đăng nhập, thằng này là không cần đăng nhập, thằng này không cần đăng nhập vì mình không sử dụng cái OS API cho nên là mình sẽ có cái size setting. Size setting sẽ trả về luôn như thế này là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ đưa vào trong cái ứng dụng của mình làm sao để hiển thị nội dung bên đây.